Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn, chúng ta sẽ làm một ít kẹo dồi lạc. Thì nguyên liệu chúng ta cần sẽ là đường và lạc rang, thì các bạn có thể rang và các bạn vê vỏ đi, và chúng ta sẽ vê đôi như thế này. Và chúng ta sẽ không thể thiếu được đó là nước cốt chanh. Nếu như các bạn có cái ống hương liệu vani thì rất là tốt vì nó sẽ rất là thơm. Tuy nhiên thì mình cũng vừa hết cho nên mình cũng chưa kịp mua. Thì hôm nay thì của mình sẽ thiếu vani các bạn. Thì ở đây thì mình có chuẩn bị thêm 2 bát nước, thì nó có tác dụng là một là cái loa nước lớn này thì chúng ta sẽ pha với cái đường, còn cái loa cái chén nước nhỏ này thì chúng ta sẽ thực hiện là thử đường, khi mà nó có độ kết dính cứng ấy, thì chúng ta sẽ thử vào cái bát nước này. Đầu tiên thì các bạn sẽ cho một nửa cái gói đường vào nồi. Sau đó thì chúng ta sẽ cho cái số lượng nước để xâm sắc cái số lượng đường. Các bạn không nên cho quá nhiều nhé, vì cho quá nhiều chúng ta sẽ phải đun rất là lâu. Và các bạn lưu ý này, khi mà chúng ta thực hiện cái việc mà nấu kẹo dồi như thế này thì chúng ta sẽ là dùng hai cái tay nồi này để chúng ta lắc cho đường nó tan, chứ không được dùng đũa. Vì nếu các bạn dùng đũa thì đường của chúng ta nó có khả năng là nó bị lại đường. Đấy, các bạn dùng tay các bạn lắc lắc như này để cho đường nó đều ra. Rồi, các bạn nhìn thấy thì đường của chúng ta gần như nó là đã gần như tan xong rồi, thì đang trong cái thời gian mà đợi cho cái đường của chúng ta sủi lên thì chúng ta sẽ tiếp tục đi chuẩn bị cái khâu tiếp theo, đó chính là cái công cụ để chúng ta trải. Thì cần thiết chúng ta sẽ cần là một cái mặt phẳng, ví dụ các bạn mặt bàn đá cũng được. Ở đây thì mình sử dụng một chiếc mâm. Và các bạn có hoàn toàn có thể sử dụng một cái màng co thực phẩm để chúng ta trải ra như này, hoặc là các bạn kiếm được những túi bóng mà chúng ta sẽ trải ra như thế này. Và các bạn sẽ thoa một lớp dầu ăn cho mình. Rồi, sau khi vào như này các bạn sẽ thoa đều ra cho mình. Mục đích là khi chúng ta được cái hỗn hợp mà đường thì chúng ta sẽ đổ nó ra đây, và khi các bạn thoa một lớp dầu ăn như này thì đường chúng ta không bị dính và nó sẽ hạn chế cái việc mà bị phun các bạn nhé. Rồi các bạn ơi, hiện tại thì cái đường của chúng ta nó đã tan ra và hiện tại thì nó đang sủi rất là đều. Thì trong cái lúc đó thì mình sẽ đi chuẩn bị một ít nước cốt chanh nhé. Rồi, ở đây thì các bạn có thể là chúng ta sẽ gặn lấy bỏ cái hạt đi, và chúng ta ước lượng khoảng lấy 1 thìa nước cốt chanh thôi là đủ rồi. Các bạn lưu ý là khi chúng ta mà đường nó đã sủi sôi như này thì chúng ta sẽ canh nhỏ lửa một chút, không bật to thì nó không là cái đường của chúng ta sẽ bị cháy. Và trong cái thời gian mà các bạn muốn thử xem là cái đường của chúng ta đã cô đặc hay chưa thì các bạn sẽ dùng đũa xuống mà các bạn giỏ như này. Nếu như cái giọt đường của chúng ta nó giỏ rất là nhanh ạ, thì tức là cái lượng nước của nó trong nồi vẫn còn rất là nhiều, thì chúng ta sẽ phải đun thêm. Và các bạn nhớ đun vào lửa, và khi các bạn là nhỏ vào cái bát nước như này đó, các bạn thấy không, nó có lặn xuống dưới phía dưới của bát nước, tuy nhiên thì nó vẫn còn rất là dính. Đây nó vẫn còn rất là dính, chưa được, tức là đường của chúng ta vẫn phải đun thêm các bạn nhé. Vâng, và khi đường sủi mà chúng ta đã đun nhỏ lửa đúng không ạ, thì các bạn thấy là
cái lượng sủi của nó rất là khác nhau. Tức là khi đường nó đã cô đặc rồi thì nó sẽ rất là khác nhau. Các bạn cầm cái đũa lên này, lượng đường gần như nó đã keo rồi. Và khi các bạn đã thử vào cái bát nước này thì các bạn nhìn thấy ạ, trong cái bát nước này nó có 3 cái giọt đường này. Tuy nhiên thì nó vẫn chưa cứng lắm, nó vẫn còn dính này. Các bạn phải đợi thêm một chút nữa. Tức là khi mà cái đường chúng ta giỏ vào mà nó đã có cái độ cứng luôn đấy, khi giỏ vào bát nước nó cứng luôn thì tức đấy là đường của chúng ta đã được rồi. Các bạn đợi thêm một chút nữa. Các bạn nhớ cứ 1 đến 2 phút thì chúng ta phải giỏ đường một lần, nếu không các bạn đun quá thì nó sẽ bị lại đường. Và các bạn ơi, đây, hiện tại khi mà mình đã thử đường vào như này thì các bạn thấy ạ, ở đây nó đã đục cứng luôn rồi, thì cũng là cái đường của chúng ta đã đạt yêu cầu rồi. Và ngay lập tức bây giờ thì các bạn sẽ thực hiện là chúng ta sẽ chất cốt nước chanh vào. Và các bạn khuấy đều lên. Khuấy đều. Và chúng ta sẽ thực hiện công việc tắt bếp. Và công việc tiếp theo của chúng ta là chúng ta sẽ đổ ra cái mâm lúc này chúng ta đã chuẩn bị ban đầu. Các bạn nên cẩn thận ở bước này vì cái đường của chúng ta vừa cua xong nó sẽ rất là bỏng, nếu các bạn để cho bị bỏng ở cái bước này thì rất là nguy hiểm. Và trong khi thao tác làm thì chúng ta sẽ cần đeo găng tay có bọc ni lông như thế này để tránh chúng ta bị bỏng. Các bạn cứ gặp đều như này cho mình. Tức là chúng ta vừa có thao tác như thế này để cho đường nó sẽ nhanh được khô hơn. Các bạn cứ gặp đều bốn góc này để chúng ta sẽ tập trung cái lượng đường nó vào giữa. Là chúng ta cứ đảo liên tục như thế này để cho cái hỗn hợp mà cái đường của chúng ta sẽ nhanh khô hơn. Và tí nữa chúng ta sẽ đến một bước rất là quan trọng, đó chính là kéo đường. Các bạn ơi, sau khi mà chúng ta đã thực hiện cái chúng ta đảo liên tục cái thải chưa xong này thì chúng ta đã có một cái hỗn hợp đường nó đang rất là dẻo rồi. Và tiếp sau đây thì chúng ta sẽ có một bước rất là quan trọng, đó chính là kéo đường các bạn nhé. Đây, các bạn kéo đường như này rất là dính các bạn. Đây, các bạn kéo kéo ra như này và chúng ta đảo lại. Các bạn cứ kéo đến khi nào mà cái đường của chúng ta nó trắng tinh cái kẹo được.
Các bác thợ thì người ta sẽ có một cái dụng cụ chuyên nghiệp để làm hơn. Các bạn ơi, hiện tại thì chúng ta đã thấy là cái hỗn hợp đường của chúng ta nó rất là trắng gọn. Và các bạn có thể kéo thêm một vài lượt nữa. Và tiếp tục bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành này. Tràn đều cái đường của chúng ta. Cảm ơn. Và chúng ta sẽ đổ bốn hạt lạc vào. Và các bạn hãy cuốn. Cuốn đều bao tím nhân lạc vào trong. Lúc này chúng ta sẽ cuốn tròn vào. Và các bạn cứ nắn tròn tròn như thế này. Các bạn càng kéo dài ra thì chúng ta sẽ được những cái viên kẹo rồi nó rất là thơm tròn. Có những đoạn mà mình đã kéo nó quá dài cho nên nó bị bé các bạn, thì
cái lượng chúng ta có thể kéo những cái đến kích thước mà chúng ta cần, ví dụ như là nó vừa phải, như cái đoạn này này là nó rất là vừa, như cái đoạn này thì mình kéo nó quá tay là nó bị nhỏ bớt các bạn. Đây các bạn ơi, sau khi mà chúng ta đã nắn những cái đường cái kẹo dồi lạc nó thành hình tròn như thế này và chúng ta sẽ để cách nhau ra, tại vì nếu như các bạn để gần nó sẽ bị dính nhá. Thì chúng ta đợi, thì hiện tại bây giờ trạng thái của cái chiếc kẹo dồi chúng ta nó đã khá là cứng rồi, thì ở đây các bạn có thể hoàn toàn dùng kéo hoặc là dùng dao để chúng ta thế này cắt những cái thành kẹo lạc này ra. Đây các bạn này, đây những viên kẹo của chúng ta này. Bên ngoài thì vỏ rất là giòn và cứng, thì bên trong nó sẽ là ôm những nhân lạc.